Hà Nội họp khẩn trong đêm về dịch COVID-19. Áp nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp trong đêm liên quan đến dịch COVID-19. Đêm 6 tháng 3, áp nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp thông tin về sự việc liên quan đến dịch COVID-19. Theo thông báo phát đi từ áp nhân dân thành phố Hà Nội, cuộc họp có mặt của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch áp nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung, và ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế. Chiều cùng ngày, Hà Nội cũng tổ chức phiên họp thường kỳ hai ngày một lần. Tại cuộc họp, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, quận, huyện triển khai giả soát tất cả học sinh, sinh viên là công dân của Hà Nội, đi học ở các nước châu Âu, đã về trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 2 đến nay nhưng chưa thực hiện khai báo y tế. Khoảng 60 phóng viên của các tờ báo cũng có mặt được bố trí theo dõi cuộc họp qua màn hình, tuy nhiên đến 22 giờ 30 cuộc họp vẫn chưa bắt đầu. Lúc 22 giờ 40, Cuộc họp đã bắt đầu, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đang trình bày báo cáo về tình hình dịch bệnh, có khoảng vài chục cơ quan báo chí đến đưa tin. Trước đó, đại diện của Văn phòng ấp nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo với các phóng viên về việc chờ kết luận của Bí Thư Thành ủy Vương Đình Huệ mới bắt đầu. Thông tin, tối cùng ngày 6 tháng 3, phố Trúc Bạch quận Ba Đình bị phong tỏa. Khu vực phong tỏa từ đầu Trúc Bạch giao ngũ xã và đầu ngũ xã giao Châu Long, lực lượng tham gia gồm công an, dân phòng. Rất đông lực lượng công an phường có mặt. Tại các lối ra vào phố Trúc Bạch rào chắn, được dựng để hạn chế việc đi lại. Sở Y tế Hà Nội đã phát đi báo cáo nhanh về kết quả điều tra trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Trúc Bạch Ba Đình Hà Nội lúc 20 giờ 30 ngày 6 tháng 3. Theo báo cáo, tối 6 tháng 3, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Việt Nam đã ghi nhận ca dương tính COVID-19 thứ 17. Theo đó, bệnh nhân nữ, 26 tuổi, tạm trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, ngày 15 tháng 2, bệnh nhân xuất cảnh từ sân bay Nội Bài sang thăm người nhà tại nước Anh. Tiếp đó, bệnh nhân có sang ý và pháp để du lịch. Tại Pháp, bệnh nhân có gặp chị gái của mình đang có thông tin nhiễm COVID-19. Đến ngày 1 tháng 3, bệnh nhân ho, đau mỏi người, không rõ sốt và nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài. Ngày 5 tháng 3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung, được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân, đang, được cách ly nghiêm ngặt, tại phòng áp lực âm của bệnh viện, lấy mẫu bệnh phẩm, để xét nghiệm khẳng định. Cũng theo kết quả điều tra dịch tễ, chuyến bay chở bệnh nhân có tổng cộng 197 hành khách và phi hành đoàn. Tại nhà riêng trên phố Trúc Bạch có 8 người tiếp xúc gần, hiện sức khỏe đều bình thường, tại bệnh viện H, N nơi bệnh nhân, vào khám trước khi nhập viện có 18 người tiếp xúc, hiện sức khỏe đều bình thường. Như vậy, sau 23 ngày kể từ ca nhiễm cuối cùng, tại Vĩnh Phúc đến nay Việt Nam tiếp tục có thêm người dương tính COVID-19. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 16 ca nhiễm COVID-19, tất cả đều, đã, được chữa khỏi. Ở một diễn biến khác, cập nhật lúc 19h30 cùng ngày, thế giới có tổng cộng 100.001 người nhiễm COVID-19, 3.405 người tử vong. Trong đó, các quốc gia có số người tử vong cao nhất là lục địa Trung Quốc 3.042 người, Iran 108 người, Hàn Quốc 42 người, Ý 148 người. Bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.